Xin chào anh chị và quý vị đã quay trở lại channel của Ngọc Thị Invest. Thì đây là một video hướng dẫn cho anh chị để làm sao anh chị có thể là chuyển về khách hàng của em và được vào nhóm khuyến nghị, nhóm VIP khuyến nghị cũng như là mình được phân bổ vốn là cho nó hợp lý. Thì ở trong cái nhóm khuyến nghị ấy, khi mà anh chị vào thì cái thứ nhất là anh chị sẽ được là em phân tích các kèo sao cho anh chị vào một cách hợp lý cũng như là an toàn nhất so với tài khoản của mình. Cái thứ hai nữa là em sẽ hướng dẫn cho anh chị thì cái cách mà phân bổ vốn sao cho tùy từng loại số vốn và mình sẽ đánh khác nhau. Ví dụ như anh chị số vốn lớn thì mình nên gom những con nào, mà anh chị số vốn nhỏ thì nên gom những con nào sao cho hợp lý anh chị ha. Đó. Và ngoài ra thì khi mà có những các cái lớp học mà em chia sẻ miễn phí thì anh chị sẽ là người được hỗ trợ một cách sớm nhất cũng như là kịp thời nhất cho cái tài khoản của mình ha. Đó. Thì ai mà chưa có tài khoản VPS thì mình nên đăng ký một cái tài khoản VPS gắn link ID của em. Còn ai mà đã có tài khoản VPS rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần chuyển ID thôi. Thì đối với anh chị nào chưa biết thì ở đây sẽ là một cái ứng dụng về Smart One. Thì đây là ứng dụng về giúp cho anh chị mua bán cổ phiếu của bên công ty VPS. Thì khi mà anh chị tải ứng dụng này ở trên CH Play và App Store thì nó sẽ hiện ở đây. Sau đó thì anh chị sẽ ấn vào đây để anh chị có thể mở ra. Đối với anh chị nào đã chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ có một cái chỗ phần là mở tài khoản ở mấy cái góc bên trái bên dưới màn hình này. Anh chị ấn vào giùm em. Đó. Ở đây thì anh chị nhập đầy đủ họ tên giúp mình, giúp em và có dấu giúp em. Ví dụ như ở đây là anh Nguyễn Văn A đi chẳng hạn. Ha. Đó. Ở đây là số điện thoại thì em sẽ sử dụng số điện thoại của mình. Đấy. Nhập địa chỉ email thì anh chị có thể nhập là Nguyễn Văn A. Đấy. a@gmail.com. Cái này là em lấy ví dụ thôi anh chị nha. Thì đây là anh chị phải nhập đúng tên của mình và đúng Gmail của mình nha, để nó còn gửi thông báo về Gmail cũng như là cái tên của anh chị nó trùng hợp với cái căn cước công dân của mình ha. Nhập ID thì anh chị cứ viết cho em là BITN. Đây là cái mã ID của em. Thì nhiều người sẽ hỏi là tại sao phải nhập cái mã BITN hay là tại sao phải nhập mã giới thiệu. Thì đây là cái mã giới thiệu này ấy, là để giúp cho anh chị là khi mà gì anh chị trở thành khách hàng của em này thì anh chị sẽ có thì khi mà anh chị mua hay bán cổ phiếu ấy, em sẽ biết là anh chị mua thời điểm nào để em có thể là hỗ trợ cho anh chị kịp thời và sớm nhất có thể ha. Đấy cũng như là quản lý danh mục của mình sao nó ổn áp nhất ha. Rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ ấn vào chỗ này, ấn vào chữ tiếp tục ha. Thì ở đây nó có sẽ có hai cái, một cái là chọn số đẹp ngay và một cái là mở tài khoản số ngẫu nhiên. Thì cái này là tùy sự lựa chọn của anh chị. Thì đương nhiên là số đẹp thì nó sẽ mất tiền. Đấy thì anh chị chọn. Ở đây em sẽ chọn là mở tài số tài khoản ngẫu nhiên. Đó, thì nó sẽ hiện lên ở đây là mặt trước mặt sau căn cước công dân. Cái này là anh chị sẽ chụp trực tiếp, chụp real time, nghĩa là chúng ta sẽ là khi mà anh chị ấn vào á, là bắt buộc là anh chị phải chụp luôn ở trên máy của mình chứ không phải là đăng ảnh lên đâu anh chị ha. Đấy để cho nó mang tính là xác minh và xác thực cho mình hơn. Đó, thì sau khi qua cái bước này thì nó có những cái bước tiếp theo thì anh chị cứ làm theo thao tác là được ha. Đấy là xong về cái cách đăng ký tài khoản ha. Tiếp theo nữa là về cái cách mà giúp cho anh chị đang có tài khoản rồi nhưng mà mình muốn chuyển gì về ID của em để thì mình có thể vào nhóm VIP khuyến nghị thì anh chị vào đăng nhập này. Đấy, đây là xác nhận OTP anh chị ha. Đó, thì ở bên góc bên trái bên trên màn hình nó sẽ có chữ Ngọc Lò Ngọc Thiện này và có phần avatar, anh chị click vào phần avatar. Đó. Ở đây thì kéo xuống bên dưới thì anh chị sẽ có một cái nó có chữ là đổi chuyên gia tư vấn ở đây nha. Thì anh chị ấn vào đổi chuyên gia tư vấn giúp em. Khi mà anh chị ấn vào đổi chuyên gia tư vấn á, thì nó sẽ có hiện này VPS sẽ có gì yêu cầu sau 2 ngày làm việc thì mới chuyển được. Thì tất cả những cái tài khoản mà mới đăng ký hay là những cái tài khoản mà những cái tài khoản mà chuyển ID anh chị thì nó phải mất đến 2 ngày làm việc. Nghĩa là ví dụ như chiều hôm nay anh chị chuyển thì phải đến chiều hôm sau, hoặc là anh chị cứ lấy cho 3 ngày thì cho nó thoải mái. Thì lúc đấy là tài khoản mới chuyển về thành công thì em là Thiện em sẽ check tài khoản của anh chị chuyển thành công rồi thì em sẽ báo cho anh chị để hướng dẫn cho anh chị vào trong nhóm khuyến nghị ha. Ở đây thì gửi phần yêu cầu thì anh chị chỉ cần nhập là BITN ha. Đó, xong anh chị ấn vào nút xong. Đó, và anh chị ấn vào gì gửi yêu cầu. Ở đây thì em mới gửi yêu cầu rồi nên là nó không có hiện. Nên là bình thường ấy, anh chị chỉ cần ấn vào đây là nó có chữ hiện gửi yêu cầu màu gì? Màu xám, màu đỏ là anh chị có thể ấn vào là xong ha. Thì như thế nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì ở trong cái trường hợp này thì những anh chị nào đăng ký tài khoản mới thì sẽ không bị gặp. Còn những anh chị nào đã có tài khoản rồi nó hay bị gặp trường hợp là dịch vụ khách hàng. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà anh chị đợt trước anh chị đã có tài khoản rồi
mà anh chị muốn chuyển ID về em á, nhưng mà nó có Gmail là gì? Dịch vụ khách hàng. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc đấy là do là anh chị trước anh chị đăng ký nha, anh chị chưa có gắn ID blocker. Đấy, thì bắt buộc là nếu mà anh chị chưa gắn như vậy thì nó chỉ có hai cách để anh chị làm. Một là anh chị lên gì? Lên văn phòng VPS và anh chị đóng tài khoản và mở tài khoản mới và gắn link ID của em là xong. Đấy, gắn ID của em là xong. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là mình phải gì? Nếu mà mình không ra được văn phòng hoặc là mình không có thời gian thì mình có thể là đăng ký tài khoản VPS dưới tên của người thân, ví dụ như là của vợ đấy, của chồng hoặc là gì, của ba mẹ đấy. Miễn sao là gì? Miễn sao là mình tiền là tiền của mình là được, và anh chị vẫn có thể sử dụng lại số điện thoại cũng như là sử dụng lại Gmail của chính mình. Còn đâu là về thao tác hay cách sử dụng thì đều y chang nhau, chỉ có cái là ba hoặc mẹ hoặc là vợ chồng đứng tên hoặc là bạn bè đứng tên thôi. Thì đối với những cái trường hợp này thì anh chị lưu ý là điều là mình chỉ mở tài khoản đối với những người mà mình tin tưởng thôi ha, bởi vì là khi mà người ta đứng tên tài khoản thì người ta có quyền người ta sử dụng cái tài khoản đó, và người ta là gì, những cái anh chị nào mà đang đứng tên ấy thì là quyền truy cập là của anh chị đó ha. Mình vẫn có quyền truy cập, nhưng mà có cái là gì, nhưng mà có cái là đứng tên thì là họ đứng tên, nên là theo pháp lý thì họ vẫn là gì, người chủ tài khoản đó anh chị ha. Nên là mình chỉ lưu ý là sao, mình chỉ mở tài khoản đối với những ai tin tưởng, là ví dụ như vợ chồng hoặc là người thân trong gia đình. Còn bạn bè thì phải tin tưởng lắm thì mình mới nhờ, còn không thì thôi anh chị ha. Đấy, còn tốt nhất là anh chị nên dành thời gian ra, anh chị nên đóng tài khoản ở văn phòng VPS tại địa phương. Sau đó thì sao? Sau đó thì mình gắn link ID của em là BITN giống như thời điểm ban đầu. Thế là xong ha. Thì giúp cho anh chị tránh cái việc dịch vụ khách hàng. Bởi vì cái dịch vụ khách hàng đấy thì gần như là sao? Gần như là anh chị sẽ không bao giờ anh chị chuyển được. Không bao giờ chuyển được luôn. Vậy nên là sao? Vậy nên là chúng ta phải đăng ký ngay từ đầu, để nếu mà sau này anh chị có muốn chuyển cho ai đó thì chúng ta có thể dễ dàng chuyển mà không bị dính cái đó nhá. Chúng ta làm một lần nhưng chúng ta sử dụng cả đời. Đấy, ở đây thì nó có những cái mảng về dịch vụ đề nghị này, thì anh chị cứ click hết vào dùm em là được ha. Đây, và anh chị cứ ấn vào gửi yêu cầu là xong. Đấy nhá. Đấy, thì cái này thì đây này, nó hiện lên màu đỏ này này, thì anh chị ấn vào gửi yêu cầu là xong ha. Đấy, thì nó sẽ gửi hai cái mail, một cái mail là về bên hai cái mail về bên anh chị và hai cái mail về bên em. Thế là xong. Thì sau khi anh chị làm xong thì anh chị nhớ là gì, quay lại chỗ phần gì, quay lại chỗ phần ID này, anh chị chụp cái màn hình đấy, sau đó thì gửi cho em qua cái Zalo của em Ngọc Thiện, thì em sẽ hỗ trợ cho mình gì chuyển vào nhóm VIP khuyến nghị anh chị ha. Rồi, thì em cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc anh chị đầu tư thành công.